Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Thời điểm cuối năm, thời tiết hầu khắp các khu vực đất liền cũng như trên biển đều có xu hướng chuyển tốt dần. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có khu vực biển từ Quảng Ninh cho đến Quảng Bình, thì gió hướng đông bắc đến đông với cường độ yếu, mức cấp 3, cấp 4, sóng biển vì thế thấp dưới 1,5 mét, biển lặng. Đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng sương mù xuất hiện về đêm muộn và sáng sớm tại khu vực này, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Trong khi đó, khu vực có gió mạnh biển động nhất trên cả nước trong thời điểm này là vùng biển phía Nam từ Bình Thuận trở vào cho đến khu vực Cà Mau với cường độ gió cấp 5 và sóng biển cao từ 1,75 đến 2,5 mét. Biển động nhẹ nên các phương tiện tàu thuyền cũng cần chú ý. Như vậy, có thể nói thời tiết ở các vùng biển ven bờ là tương đối thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư trường. Còn ở các khu vực biển ngoài khơi, từ nay đến hết tháng 1 thì vẫn duy trì mức cấp 4, cấp 5 ở khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông. Ở mức cấp 5 với khu vực biển phía Nam cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió mạnh hơn một chút ở mức cấp 5 nhưng không nơi nào có gió đạt tới cấp 6. Dự báo tình trạng thời tiết ổn định như thế này sẽ duy trì trong khoảng từ nay đến hết tháng 1. Đến cuối tháng 1 đầu tháng 2 khi có không khí lạnh tăng cường, nó sẽ tác động đến thời tiết trên các vùng biển và như vậy sẽ có những sự chuyển biến. Dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu tại khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng đông bắc đến đông với cường độ không mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết tốt, thuận lợi cho hoạt động ra khơi cũng như di chuyển đi lại trên các tuyến hải trình. Tuy nhiên, điều lưu ý duy nhất vẫn là tình trạng sương mù tiếp tục xuất hiện về đêm muộn và sáng sớm, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, gây khó khăn cho việc lưu thông và đi lại của tàu thuyền. Tình trạng tầm nhìn xa giảm thấp chỉ được cải thiện sau 7 giờ sáng khi mà trời có nắng, sương mù tan dần và tầm nhìn xa sẽ tăng lại lên trên 10 km. Với hầu khắp các vùng biển miền Trung cũng như tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, đêm nay và ngày mai cũng như khoảng thời tiết từ nay đến cuối tháng 1 tiếp tục là những ngày thời tiết tốt, gió vẫn mang hướng đông bắc nhưng cường độ thì không mạnh, chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4 và đới gió này sẽ duy trì suốt ngày đêm nên độ cao sóng biển thì cũng không lớn, phổ biến từ 1,25 đến 1,75 m. Trong đêm nay và ngày mai trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng như tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5. Sóng biển thì vẫn còn ở mức cao, từ 1,75 đến 2,25 mét nên vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ. Và đến ngày 31 tháng 1 khi có thêm tác động của không khí lạnh mới tăng cường, gió đông bắc trên tuyến hải trình này sẽ mạnh lại cấp 6. Vì thế nhiều khả năng trong những ngày đầu xuân năm mới trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng như trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra huyện đảo Côn Đảo thì vẫn duy trì tình trạng biển động. Hầu như không chịu tác động của các sóng lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, vì thế khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có các tuyến hải trình từ Rạch Giá hay Hà Tiên ra đảo Phú Quốc, đêm nay và ngày mai cũng như khoảng thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn là giai đoạn thời tiết tốt, trời tạnh ráo, gió có hướng đông, cường độ yếu mức cấp 3, vì thế sóng biển không cao, dưới 1 mét, biển lặng. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.